Vâng, xin chào bác, chào anh em. Ngày hôm nay thì em sẽ khuyến mại cho bác anh em một mẫu quản lý nguồn giá siêu rẻ luôn và vẫn đảm bảo chất lượng cho bác anh em, đầy đủ tính năng cho bác nhé. Và với em quản lý nguồn DBX VS500M thì có 10 rắc cắm cho bác anh em luôn. 8 cổng cắm phía sau và 2 cổng cắm phía trước. 2 cổng cắm phía trước này sẽ điện chạy điện trực tiếp sau app luôn. Nghĩa là các bác mở app nên sẽ luôn luôn có điện. Và 2 cổng này thì sẽ dành cho bác anh em cắm những cái thiết bị sử dụng điện liên tục như quạt hay như sạc. Pin sạc điện thoại gì đó là có thể kết nối trực tiếp vào đây trong quá trình các bác sử dụng. Và 8 cổng ở phía sau, 8 cổng phía sau này chúng ta có thể tắt mở thủ công bằng từng nút điều khiển trực tiếp ở phía trước. Đây, 8 nút phía trước cho các anh em luôn. Hoặc các bác anh em có thể tắt mở tự động đây, bằng công tắc này, power đây. Đây, tắt mở tự động luôn, lần lượt từ 8 về 1 và từ 1 về 8 để cho các anh em có thể nắp với những thiết bị lần lượt theo ý thích của mình và theo quy trình của mình chẳng hạn. Nếu như một các dàn âm thanh thì các bác nên nắp vào những cái con có công suất ở các cổng cuối cùng, và những cái bộ xử lý âm thanh thì các bác nên cắm ở trước và nên cắm giãn cách ở hai đầu lại với nhau, để khi mà tắt thì các thiết bị như vang này, mic này thì có thể là khởi động trước. Khi mà nó khởi động xong rồi thì đến lượt anh em công suất với bắt đầu khởi động thì nó sẽ không gây cái tiếng nổ ra loa, hoặc là ngược lại thì đẩy sẽ tắt trước, hay là âm ni các con có công suất tắt trước, sau đó thì các thiết bị xử lý âm thanh phải bắt đầu tắt đi thì nó sẽ không có hiện tượng nổ như thế các bác nhé. Và thêm một cái nữa đó là em DBX SV500 này dành cho anh em nào muốn có thể tắt nhanh hoặc là mở nhanh. Đây, có một nút bypass này. Trước khi mà sử dụng nút bypass, các bác hãy tắt cái nút nguồn đi trước nhé. Tắt cái nút công tắc này trước. Sau đó thì các bác có thể mở lên. Đấy, mở nhanh toàn bộ 8 cổng hoặc tắt nhanh toàn bộ 8 cổng. Đấy, rất tiện lợi. Đồng hồ đo dòng đây. Với giá trị để cho anh em có thể tham khảo để biết được xem là dòng điện hiện tại mình đang sử dụng nó có ổn định hay không, hay là có quá khỏe hay quá yếu hay không. Đấy, áp C63 chịu tải rất lớn. Và kèm tặng kèm cho anh em nữa là một cái đèn. Đấy, đèn này để soi trong tục sự kiện này, các bác lắp vào và bật lên này. Đấy, bật lên để soi và không cần phải cầm nến pin đúng không ạ, không nên dùng nữa các bác tắt đi và có thể tháo ra được. Dây nguồn 4 chấm và có chống gãy chống cháy luôn. Anh em nào có nhu cầu thì các bác có thể nhắn tin trực tiếp qua bên em. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng, một trong vòng 60 ngày cho các anh em. Và anh em đang xem đừng quên ủng hộ cho em nút like phía bên dưới.